phải làm. Dạ vâng. Dạ em cảm ơn chị. Và theo như em được biết thì chị Thủy cũng đã từng sử dụng dịch vụ phun môi tại DK đúng không ạ? Vâng. Cái môi của mình bong được bao nhiêu ngày hả chị? Bong chỉ bằng 2 tuần. Bong 2 tuần ạ. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay quay sát môi của chị Thủy nhá, để chúng ta có thể thấy được cái độ tự nhiên này. Nhìn môi rất là mướt và trong. Đó, và môi của chị Thủy mới bong được 2 tuần thôi. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy được cái sự lên màu cũng như là cái vẻ tươi tắn của cái đôi môi này. Đó, nhìn tổng thể giờ chị Thủy đã rất là xinh đẹp rồi. Vâng, vậy sau khi trải nghiệm xong sử dụng tại DK thì chị có nhận xét gì không ạ? Chị cảm thấy là tất cả các dịch vụ đều tuyệt vời, môi chị lên màu đều, màu mỏng, trong, mềm môi hơn. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy thì môi của chị Phương mới bong là sau 1 tuần đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Vâng ạ, môi sau bong 1 tuần, tuy nhiên thì màu môi lên rất là trong trẻo và rất là tươi tắn. Và cái màu môi mà chị Phương sử dụng thì như chúng ta có thể thấy thì rất hợp với cái màu da của chị, nhìn rất là tươi tắn. Và đây là môi bong sau 1 tuần nhé mọi người nhé. Môi của chị Hương này bây giờ đã ổn định lên màu rất là đẹp. Ngoài ra thì tất cả những cái nhược điểm môi của chị Hương đã hoàn toàn biến mất rồi.